Nhà máy ô tô Tesla ở Thượng Hải từ khi khởi công đến khi đi vào hoạt động chỉ mất 11 tháng. Người ta làm như vũ bão, còn chúng ta cái gì cũng xin cho, không phân cấp phân quyền, không dám nghĩ dám làm, cứ đá lên đá xuống thì rất lâu. Nếu chúng ta không cải cách nhanh thì nhà đầu tư sẽ đi chỗ khác. Đây là ý kiến của Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khi Quốc hội làm việc tại tổ sáng nay về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023. Một số ý kiến cho rằng tình hình kinh tế rất khó khăn, thể hiện qua số lượng doanh nghiệp giải thể trong 4 tháng đầu năm cao hơn số doanh nghiệp gia nhập thị trường. Chưa bao giờ có những con số đó. Đi trên đường, các cửa hàng, cửa hiệu đóng cửa rất nhiều. Doanh nghiệp khó khăn, đồng nghĩa là lao động và người dân cũng khó khăn và nợ xấu cũng bắt đầu tăng cao. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, có 3 nguyên nhân chính là niềm tin của thị trường, tâm lý xã hội và tinh thần dám nghĩ, dám làm của cán bộ, công chức. Lấy ví dụ thực tiễn từ chuyến đi công tác tại Trung Quốc, ông Nguyễn Chí Dũng cho biết, nhà máy ô tô Tesla ở Thượng Hải từ khi khởi công đến khi đi vào hoạt động chỉ mất 11 tháng. Một trung tâm thương mại từ khi xây dựng và đi vào hoạt động cũng chỉ mất có 6 tháng. Ngỡ ngàng và thấy người ta như vũ bão. Còn nếu mà ta cứ theo các cái thể chế mà cứ như hiện nay, cứ là cái gì cũng không phân cấp, cái gì cũng đi xin, cái gì cũng xin cho, cái gì cũng không phân cấp, không dám nghĩ, dám làm, rồi cứ đá lên, đá xuống, vòng qua, vòng lại thì rất là lâu. Thì tôi cho là những vấn đề như thế ta phải, và nếu không thì đầu tư người ta đi nước khác. Doanh nghiệp vẫn phản ánh là xử lý các cái thủ tục hành chính vẫn còn rất là trì trệ, không đúng hạn. Kể cả báo cáo của chính phủ, báo cáo cũng thế, là bây giờ tâm lý của cán bộ, công chức, viên chức để xử lý các thủ tục hành chính này là có tâm lý né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm, đùn đẩy. Đáng nghĩa cái việc của mình cần phải làm, nhưng mà trước đây thì là quyết đấy, nhưng bây giờ là không dám quyết nữa, lại phải hỏi bộ này, phải hỏi ngành kia. Tính tới hết năm 2023, theo báo cáo chính phủ, đã xử lý kỷ luật hơn 17.800 trường hợp. Do đó, một số ý kiến cho rằng chính phủ cần đánh giá, bóc tách các nhóm vi phạm, nhất là nhóm liên quan tới vi phạm luật cán bộ công chức về đạo đức công vụ, cụ thể là trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ công việc. Đánh giá định tính, cảm tính rằng là tinh thần, thái độ này kia mà không có những cái xác định cụ thể hành vi vi phạm, những trường hợp vi phạm và xử lý theo đúng các cái quy định của pháp luật cán bộ công chức và có báo cáo cụ thể. Cơ quan đơn vị nào mà nhiều những trường hợp như thế thì phải có biện pháp chấn chỉnh. Và nếu mà một cái đơn vị mà có những cái cán bộ công chức vi phạm liên quan đến cái nghĩa vụ đạo đức này thì cũng phải xem xét trách nhiệm của lãnh đạo, nhất là người đứng đầu của cơ quan đơn vị đó. Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Nhiều lĩnh vực đã được các đại biểu đề cập nêu ý kiến như là về cải cách chính sách tiền lương, quản lý giá vàng, chậm thanh toán các thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Đáng chú ý tình trạng thiếu giáo viên nhưng vẫn phải tinh giản biên chế tại các cơ sở giáo dục công lập, hay là việc áp dụng cứng nhắc quy định của pháp luật khiến cho các em học sinh ở vùng sâu vùng xa không được hưởng chính sách của nhà nước đã được các đại biểu yêu cầu làm rõ. Tại phiên thảo luận, đại biểu Hoàng Quốc Khánh, đoàn Lai Châu nêu ra thực tế Nghị định 116 của Chính phủ, quy định học sinh vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng chính sách bán trú tại trường nếu nhà cách trường từ 4 km trở lên với học sinh tiểu học hoặc 7 km trở lên với học sinh trung học cơ sở. Tuy nhiên, nhiều học sinh cách trường 3,8 hoặc 3,9 km thì cũng không thể kịp về nhà ăn trưa đối với địa hình vùng núi hiểm trở. Sau khi tan giờ học buổi trưa thì một bộ phận các em được ăn bán trú sẽ vào trong bếp, còn lại một bộ phận các em làm không được ăn bán trú thì mang cơm nắm và mỗi người thì vào trong lớp học gốc cây hoặc chỗ nào đó để coi đấy là bàn ăn, là ăn, cho nên rất là phản cảm. Cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đại biểu Chu Thị Hồng Thái, đoàn Lạng Sơn cho rằng việc thiếu hụt giáo viên là do chính sách lương thấp, chế độ cho giáo viên không đảm bảo, trong khi đó số lượng học sinh tăng lên hàng năm. Ví dụ như tỉnh Lạng Sơn thì cái năm học 2024, năm 2025 thì sẽ tăng 4.100 học sinh phổ thông so với năm học 2023-2024.
và tình trạng thiếu giáo viên thì vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, nhưng vẫn phải thực hiện cái tinh giản biên chế 10% theo lộ trình. Do vậy mà việc thiếu giáo viên so với định mức ảnh hưởng đến việc phân công giảng dạy tại các trường học, thì dẫn đến một số giáo viên phải dạy trái chuyên môn. Giải thích về tình trạng học sinh vùng đặc biệt khó khăn còn gặp bất cập trong chính sách bán trú, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận những bất cập của Nghị định 116. Chúng tôi cũng đã tiến hành để điều chỉnh cái Nghị định 116. Và trong cái quá trình điều chỉnh thì chúng ta biết là có cái quyết định 861 về việc danh sách các cái xã nông thôn mới. Và khi ban hành thì nó cũng tác động đến cái chế độ chính sách cho học sinh các cái dân tộc mà thuộc các cái nhóm xã mà có điều chỉnh. Cho nên trong quá trình điều chỉnh thì chúng tôi cũng đã lại tích hợp để giải quyết xử lý một số các cái nội dung liên quan đến các vấn đề phát sinh từ cái quyết định 861. Thì cái quá trình lấy ý kiến địa phương và phối hợp với Bộ Tài chính, phối hợp với Ủy ban dân tộc thì chúng tôi đã xử lý và lấy ý kiến nhiều lần. Và cho đến thời điểm này thì cái dự thảo nghị định thay thế cho nghị định 116 cũng đã được hoàn tất. Và lần cuối cùng gần đây nhất thì ngày 22 tháng 4 năm 2024 thì chúng tôi cũng đã có tờ trình sang Văn phòng Chính phủ để Văn phòng Chính phủ thẩm định lần cuối trước khi trình Thường trực Chính phủ. Về tình trạng thiếu giáo viên, Bộ trưởng cũng thừa nhận chế độ tiền lương chưa thực sự động viên người lao động, thiếu nguồn giáo viên, nhiều địa phương ngần ngại triển khai ký hợp đồng. Theo Nghị định 111 về hợp đồng công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, ông Nguyễn Kim Sơn cho biết sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ để rà soát và kiến nghị Chính phủ tiếp tục xem xét các nội dung có liên quan. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã báo cáo Chính phủ việc thu bảo hiểm xã hội đối với các hộ kinh doanh là sai. Tuy nhiên, một số địa phương đã thu rồi lại tiếp tục thực hiện thu. Đã yêu cầu tất cả các địa phương dừng thu để xử lý. Tinh thần là trong tháng 5 năm 2024, Chính phủ sẽ nghe Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo lại và sẽ đi đến hồi kết cuối cùng. Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội đã cho biết điều này khi Quốc hội thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Kính thưa công chí chủ trì. Trước ý kiến của đại biểu về xử lý vấn đề thu sai bảo hiểm xã hội đối với các hộ kinh doanh, Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, sau khi Quốc hội có nghị quyết 100 giao Chính phủ xử lý vấn đề này, Chính phủ đã giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam có giải pháp giải quyết triệt để. Ngày 23 tháng 4 vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã báo cáo Chính phủ tinh thần luật pháp không cho thu đối tượng này, thu là sai. Bộ cũng đã có văn bản chấn chỉnh về vấn đề này. Tuy nhiên, một số địa phương đã thu rồi, lại tiếp tục thu, hiện cũng đã yêu cầu tất cả các địa phương dừng thu để xử lý. Ông Đào Ngọc Dung cho biết, tháng 5 năm 2024, Chính phủ sẽ nghe ý kiến và kết luận cuối cùng. Tinh thần là Bảo hiểm đề xuất 3 giải pháp, những trường hợp đủ điều kiện sẽ báo cáo Ban soạn thảo luật Bảo hiểm sửa đổi kỳ này. Chúng tôi đã đề xuất cùng Ủy ban xã hội và báo cáo với Thường vụ Quốc hội và trong báo cáo hồ sơ gửi đại biểu hiện nay đấy, thì đối với những hộ mà kinh doanh có thể đấy mà có đăng ký kinh doanh thì chúng tôi xin đề xuất và đã được Thường vụ Quốc hội đồng ý và gửi đại biểu Quốc hội đấy là cho bổ sung và quy định cái điều khoản chuyển tiếp sang bảo hiểm bắt buộc để những hộ kinh doanh này được hưởng đầy đủ cái chính sách đối với bảo hiểm bắt buộc. Thì việc này sẽ do Quốc hội chúng ta thời gian tới xem xét. Đối tượng 2 là không có đăng ký kinh doanh, ông Đào Ngọc Dung cho biết sẽ được chuyển sang bảo hiểm tự nguyện, còn trường hợp không đồng ý thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm thực hiện thoái thu. Đương nhiên là thoái thu thì sẽ có chính sách đảm bảo thỏa đáng. Tinh thần là trong tháng 5 năm 2024, Chính phủ sẽ nghe Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo lại và sẽ đi đến hồi kết cuối cùng.